Hai mẹ con em xin chân thành cảm ơn chị Nhung ở Trảng Dài đã gửi cho Kỳ Duyên một món quà thật là ý nghĩa. Hai mẹ con em thật sự rất là cảm ơn chị nhiều. Xin chào mọi người, hôm nay em nhờ cậu Quy cho Kỳ Duyên cái thùng được chơi của cô tặng cho Kỳ Duyên nha mọi người. Quay rồi. Cái tầm đây nào? Quay rồi. Tại cái tầm đây cho em. Quay rồi.